Bất động sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Vị trí em đang đứng là phường 12, thành phố Vũng Tàu, cách đường quốc lộ 51 khoảng tầm 100m. Tí nữa em sẽ quay ra cho quý anh chị xem ha. Thì vị trí em xin nói luôn là cách biển Lung Cung, bãi trước bãi sau khoảng tầm 7km cho quý anh chị. Thì hôm nay em có một cái căn nhà cấp 4 đây, nhà vườn nha quý anh chị. Ngang là 7,5m, sâu vào trong 24m. Trên đất mình có nhà cấp 4 ha. Thì căn nhà của mình là đất của mình là phủ hồng toàn bộ, chưa lên thổ cư ha, và chủ đã hỗ trợ lên thổ cư thoải mái nha quý anh chị. Đó. Có cây sồi đây nha. Đó. Giá chỉ có 2,1 tỷ nha quý anh chị. Em xin nói là diện tích ngang 7,5m, sâu vào trong nè, tới đuôi nhà luôn là 24m ha. Đó. Giá chỉ có 2,1 tỷ thôi, phường 12 thành phố Vũng Tàu nha quý anh chị. Giá ngộp nha quý anh chị. Họ quan tâm inbox liền cho em. Phía sau mình có thoáng mát nè. Có cây cóc nè. Có cây cóc nè quý anh chị. Cho quý anh chị xem trái nè. Em xin chủ nhà, xin một trái nè. Nguyên vườn hai bên, đây chanh nè. Chanh quý anh chị. Quạt. Nó đây có cái ổi. Ổi chín quý vợ. Ổi chín nè. Dưới này có mấy trái nè. Xin trái à. Xin nhưng mà xin trộm quý anh chị. Đấy. Có cây sồi ha. Nhà cấp 4 còn khá là mới luôn nha quý anh chị. Mà giá chỉ có 2,1 tỷ à. Rồi bây giờ em sẽ quay ra đường quốc lộ 51 cho quý vị xem đó. Đứng đây nhìn xe đang chạy phía trước là đường quốc lộ 51 ha. Đóng cửa đi. Đấy. Thì em xin nói luôn cái đất mình là phủ hồng toàn bộ ha. Nhà mình phủ hồng toàn bộ, chưa lên thổ cư. Đó, nhưng mà chủ hỗ trợ lên thổ cư nha quý anh chị. Đó, đã lên thổ cư rồi nhưng mà không có tiền đóng quý anh chị. Bây giờ mình chỉ có đóng tiền thôi ha. Bây giờ em sẽ chạy ra quốc lộ 51 cách chưa đến 100m là tới đâu. Đó, trong này khu dân cư đông đúc luôn nha quý anh chị. Ở đây ra quốc lộ 51 nè. Gần với đây. Ở đây là quốc lộ 51 ha. Đấy, xe Hoa Mai toàn thắng đi ngang qua đây nha quý chị. Thì hướng này là chúng ta đi về thành phố Bà Rịa nè. Cách thành phố Bà Rịa khoảng tầm 3km là đến rồi, ngay cầu Cầu Mai đây. Còn hướng ngược lại là đi vào trung tâm thành phố Vũng Tàu. Cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng tầm 10km nha quý chị. Đấy, rồi quý anh chị quan tâm inbox cho em ha. Và đây là cái trích lục của mình nha quý anh chị. Đấy. Thì thửa đất là tổng diện tích của mình là 206m2 này. Đó, mục đích sử dụng là đất ở đô thị nhưng mà chủ chưa có lên thổ cư, tại vì chủ đã đăng ký lên thổ cư rồi nha quý anh chị. Tại vì đất của mình là phủ hồng toàn bộ. Tí nữa em sẽ soi quy hoạch cho quý anh chị xem ha. Tờ bản đồ 30, thửa là 33. Đó. Địa chỉ là số 1-2 đường Hoa Lư, phường 12, thành phố Vũng Tàu ha. Đây là cái thửa của mình. Thì nhà của mình là quay về hướng Tây Bắc nha quý anh chị. Hướng Tây Bắc, quý anh chị nào hợp hướng Tây Bắc thì inbox liền cho em nha, để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem nè. Quy hoạch của mình nè. Đấy, đường nhựa ha. Thì mình cái chỗ này mình được cái sân rộng luôn nha quý anh chị. Nó vào cái sân này. Cái đường lắng vào trong cái đất mình là được cái khuỉnh này là được sân rộng rãi luôn. Quay đầu thoải mái luôn. Thì tổng diện tích trong sổ của mình là ngang 7,5m, sâu 24 ha. Ở phía sau là 7,3m. Thì nó tại vì nó hơi xéo xéo nên tốt hậu nhà khoảng tầm 20 phân một gang tay nha quý anh chị. Một gang tay thôi, không ăn thua gì ha. Tại vì đất của mình là, nhà của mình là phủ hồng toàn bộ này. Đất ở đô thị hết này. Đấy, 172m đất ở đô thị ha. Đó, và chủ đã đăng ký lên thổ cư rồi nhưng mà chưa có tiền đóng. Thì bây giờ quý anh chị mua thì đưa tiền vào, chủ hỗ trợ lên thổ cư luôn cho nha. Quý anh chị yên tâm. Đó. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị. Ở đây khu dân cư đông đúc rồi. Ở đây là quốc lộ 51 rồi ha. Đấy, khá là gần luôn.